Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe đua của Gian Delphi 3 quốc tế bên mang thương hiệu Mỹ. Lần này dòng Gian Delphi 3 này được nâng cấp với cấu hình tốt hơn, khung nhẹ hơn so với dòng OCR. Mấy năm gần đây tất cả các mặt báo thương hiệu của dòng Gian này bình phẩm rất là nhiều về cái thương hiệu Gian Delphi này. Rất nhiều chú ý cho các bác nhé. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, xe có được lớp sơn màu xanh, điểm nhấn trắng, được rất nhiều các bác lựa chọn một tông màu này đấy. Xe rất trườn xe. Đây em đi quay tổng thể chi tiết khung xe các bác nhìn. Đây là mẫu xe Gian Delphi mà được rất nhiều chú ý của các bác trên mạng Autoful. Các bác có thể tìm hiểu thêm dòng Delphi 3 này. Xe được nâng cấp từ mẫu Gian OCR, rất là nổi trội. Dòng đua Delphi này là nâng cấp lên với bộ khung nhôm nhưng mà nhẹ hơn dòng OCR. Trọng lượng của xe em tính khoảng trên dưới 10 cân. Rất là nhẹ nhé. Thích hợp cho các bác nào đua nhóm, thể thao đạp xe thường ngày đua theo nhóm. Dòng này được rất nhiều các bác tìm hiểu rồi. Lớp sơn cũng còn đẹp nhé. Các bác nhìn rõ. Đây em đi quay tổng thể đây những từng. Những dòng xe bên em qua sử dụng hầu như là đầu những cái xe mà bọn em đã lựa chọn rất là kỹ càng. Những dòng xe thương hiệu tốt, nổi tiếng. Và độ mới gần như là đẹp tuyệt đối. Đây có một vết xước nhỏ, không ảnh hưởng đến xe cả. Tổng thể chiếc xe vẫn còn đẹp trên khoảng tầm 90%. Xe đã qua sử dụng mà được lớp sơn này là quá là đẹp rồi các bạn. Đây là vết ố của cái lớp ni lông bên trên xe nhé. Chứ bên dưới này là không bị xước nhá. Đây là có cái lớp bọc chống xước xe bên dưới này, có ni lông. Xe khung nhôm các nhá. Alo là dòng nhôm siêu nhẹ của tên tuổi của Gian rồi. Càng xe có một nhôm này. Phốt của sẵn ra luôn. Cái bọc tay cầm này là của hãng Delphi nhá. Delphi là hãng nổi tiếng về cái tay cầm da, chuyên bọc da cho những cái tay đua chuyên nghiệp. Cái dòng Delphi này giá thành rất là cao nhá. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Đây là tấm hút mồ hôi. Ra tập hút mồ hôi. Đây có cái lỗ nhỏ li ti đây các bác này. Xe được trang bị với cấu hình Shimano Soda 9 tầng lip. Tay bấm xả, tay bấm lắc. Cổ vũ của Gian nhé. Xe được trang bị với phanh ba mạch Delphi Model 3. Đây size S lắm nhé. Thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7.
Delphi 3. Dòng model của gian quốc tế, thương hiệu Mỹ. Đây là đây em tìm đấy. Thường thường xe có mã vạch thường thường để ở bên ngoài khung xe hoặc là trên càng. Xe này mã vạch nó làm một bãi dưới gầm xe đó này. Xe chính hãng mã vạch ở dưới gầm đấy. Với bộ đùi đĩa Soda Shimano. Shimano Soda này là Soma Shimano đời mới của dòng Soda nhá. Mã là 3550. Mẫu cũ của dòng Soda là 3450. Đây đây. Đây em zoom vào bác nhìn. Cái Shimano Soda này là 3550 này, còn model cũ của Shimano Soda là 3450. Gạt đĩa của Soda. Nguyên bộ gồ đúc của xe đi ô theo chủ động cấu hình Soda. Pedal Ligo. Đùi đĩa nhôm. Xe này được rất là đặc biệt, được có cặp vành của gian FR2. Dòng FR2, dòng vành này là dòng cao cấp, thương hiệu dùng cho những dòng xe cao cấp của dòng đua ấy bác nhé. FR2, các bác ở trên thư mạng tham khảo thêm, vành hai lớp. Lốp xe vẫn còn rất mới. Đây gai lốp bác nhìn rõ này, gai lốp của xe đây. Bánh là... bánh 700. Yeah. 700 nhân 23C. FR2 này là khá là tên tuổi rồi. Nhưng các bác đi đua chuyên nghiệp thì hầu như là biết cái cặp vành FR2 rồi. Giá bình nước theo xe này. Đau. Đau á. Yên của gian. Đây. Của chính hãng gian luôn. Yên xe hãng của gian luôn là còn rất là mới này. Cái dòng Delphi 3 là dòng nâng cấp của dòng OCR. Đời mới. Xe giọng thuận rất là nhẹ. Tức là các bác đi đua đội nhé. Đội đua nhỏ lẻ hoặc cá nhân. Không mất sức. Đây là thông số mà của yên xe đây. Tải trọng của xe. Nó còn tiếng Anh nhé. Đây em dịch ra là tổng trọng lượng xe tải là 120 cân. 250 cân. Khá là chịu lực nhé. Đây. Đấy. Được xe rất là tốt. Tổng thể xe mới vẫn còn rất là đẹp. Tổng thể trên 90% xe. Xe được trang bị với cấu hình Soda Shimano Soda 9 tầng lip, 2 đĩa. Vâng, bây giờ em xin quay chuyển động hoạt động của xe. Bây giờ lên đĩa, lên lip này. Xuống lip này. Rất êm và mượt mà. Lip cái xích còn nguyên theo xe cũng rất mới các bác nhé. Xuống đĩa, lên đĩa, rất là bon,
vào ngoài được trang bị thêm cấu hình xe có quạt vành SR2 và thêm bộ khung nhẹ nữa. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe Gian Delphi 3 quốc tế thương hiệu của bên Mỹ. Tổng thể xe còn trên 90%. Xe được nâng cấp với dòng trên dòng OCR nhé, xe đời mới Delphi được phiên bản nâng cấp trên dòng OCR. Với phiên bản này là có được cấu hình xe đề Twin Cruise Sora, khung alloy nhẹ hơn so rất nhiều của dòng OCR phiên bản cũ và được cặp vành SR2, trang bị thêm tay cuốn Physics. Vâng, xe mới có giá bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc các bác lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Bên xe em là cập nhật thường xuyên và chưa hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.